Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 4 2024. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ ba của phẩm Như Lai, tức là tuyên ngôn của Thế Tôn. Mình đọc văn bản chính là giải thích Kim Vãng Ba La Nại. Cái từ Ba La Nại này chúng ta quen lắm nghe. Kim Vãng Ba La Nại, dục kích cam lộ cổ, đương chuyển ư pháp luân, vị tàng hữu chuyển giả. Cái đoạn đầu chúng ta dịch thế này: ngay hôm nay ta sẽ đến thành Ba La Nại, tức là đến cái vùng đất của Lộc Quyển á. Dục kích cam lộ cổ là ta muốn đánh trống pháp cam lộ. Đương chuyển ư pháp luân là ta sẽ chuyển pháp luân ngay đến đây. Vị tàng hữu chuyển giả. Câu này dịch cho đủ nghĩa, nó rất là dài dòng nha. Tức là pháp này chưa từng ai đã giảng giải trước đó. Pháp này là pháp chưa từng có, người ta chưa có cơ hội nghe điều này nghe. Tức là người nói pháp này cũng chưa từng có, và pháp này cũng chưa từng được giảng giải trước đó. Hàng nghĩa rằng là Đức Như Lai xuất hiện là duy nhất, không ai có thể bì được. Thứ hai, pháp Như Lai dạy cũng không có pháp nào bì được. Thiên ma ngoại đạo vân vân, tất cả học thuyết nhân gian, không có loại học thuyết nào có thể bì được cái chánh pháp của Phật. Câu này hàm nghĩa rất dài như vậy. Trí nhân bất sử ngu, quán thế nhi tùy hóa, thiết ư vô cấu tích, dĩnh tức vô hữu thường. Trí nhân bất sử ngu là gì? Tức là bậc có năng lực trí tuệ, không làm những việc bình thường. Người có đủ năng lực trí tuệ thì sẽ chọn con đường thanh lương, chọn con đường an lạc, chọn con đường để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Quán thế nhi tùy hóa là câu này chỉ cho Đức Thế Tôn nghe ngài quán căn cơ chúng sinh, tức là quán căn cơ của người trí có thể tiếp nhận chánh pháp. Tùy điều kiện đó mà giải cho pháp hành trì. Thuyết ư vô cấu tích là pháp của ngài nói ra không có dấu vết của ô uế, của phiền não, của lậu nghiệp. Đi vào chánh pháp Như Lai là đi vào sự thành tựu giác ngộ, đoạn trừ mọi khổ ưu, chứng nghiệm thánh trí viên mãn niết bàn thôi, chứ không có phải là cái chuyện nuôi hạt mầm tử sinh. Cho nên là không có dấu vết của ô uế. Vĩnh tức vô hữu thượng là dứt sạch mọi phiền não của uế, đoạn trừ mọi dục lậu, không có pháp nào bằng pháp của Như Lai. Đoạn thứ ba, dũng mãnh sư tử hống, chánh pháp danh Như Lai, pháp thuyết cặp nghĩa thuyết, giác giả vĩnh an ninh. Pháp của ngài dạy, lời pháp âm của ngài vang vọng như tiếng gầm của sư tử. Tại sao gọi là tiếng gầm sư tử? Thưa các vị, sư tử là chúa của tất cả loại dã thú trong rừng hoang. Và một khi sư tử gầm lên thì tất cả loài thú trong rừng đều phải phụ phục, đều phải khiếp phục, đều phải trốn, đều phải tìm đường mà trốn mất dạng. Không có ai, không có loài thú nào dám đương đầu cả. Lời ngài chấn động không phải một hành tinh này nghe, mà lời ngài chấn động tam thiên giới. Cho nên gọi là uy mãnh như sư tử là như vậy. Mạnh mẽ, hiên ngang, tất cả loài thú đều khiếp phục. Lời Như Lai nói, ba cõi, bốn loài chúng sinh cho tới tất cả loài hàm linh, vạn vật hữu tình nghe tiếng pháp Như Lai đều chấn động thân tâm. Người trí đủ duyên lành nghe một câu Thế Tôn dạy, nắm được pháp yếu hành trì, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nghe. Người vô trí thì cứ nghe hoài nhưng phiền não vẫn cứ cưu mang. Hai điều này nó khác biệt. Và các vị nhìn thấy cái chữ này, trí nhân bất sử ngu,
Và không cần ai nói nữa nghe. Mình đã nhìn lại mình, coi mình hạng người trí hay là hạng người vô trí. Nghe Phật Pháp thấm được, không hành trì, chứa một bụng phiền não khổ ưu thì biết rằng ta không phải người có trí. Do vậy cho nên chánh pháp của Như Lai, khi các vị có đủ nhân duyên thấm được một câu rồi thì có khả năng cứu mình vượt thoát khỏi khổ cảnh của ba cõi sáu đường. Chánh pháp danh Như Lai, chánh pháp Như Lai nói hàm nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất, đây là con đường dắt dẫn thành tựu trí tuệ giác ngộ. Nghĩa thứ hai, con đường này chỉ có chư Như Lai mới khai triển được thôi, còn hàng thinh văn, duyên giác, thậm chí Bồ Tát chưa thể khai triển được dòng pháp này. Pháp thuyết cặp nghĩa thuyết, hai cái từ này rất là quan trọng nhé. Pháp thuyết và nghĩa thuyết chúng ta sẽ giải thích sau. Nhưng mình nên nhớ rằng, lời giải của Như Lai là một, hàm nghĩa trong những bài kinh ngài giải là hai, tạm hiểu là đó là pháp thuyết và nghĩa thuyết. Giúp cho hàng phàm phu chúng sinh, hàng đủ nhân duyên lành, uống được dòng chánh pháp của ngài, thì ngay tức khắc giác ngộ và ngay tức khắc nếm được sự an lạc, ngay tức khắc đoạn trừ mọi khổ ưu, gọi là giác giả vĩnh an ninh là như vậy. Nghĩa thứ hai, giác giả vĩnh an ninh là chi? Người thấu ngộ được pháp Như Lai đạt đến cuối cùng, đó là thành tựu siêu nghiệp giác ngộ, đó là giác giả vĩnh an ninh. Và bản này chúng ta dịch thế này: nay ta đến Lộc Quyển, muốn đánh trống cam lộ, vận bánh xe chánh pháp, tuyên pháp vị tàn hữu. Người trí đủ hiểu biết, quán chiếu tùy pháp hành, pháp ta thuyết thanh tịnh, tịch diệt tối vi thượng. Đoạn thứ ba, quy mãnh như sư tử, chánh pháp Đức Như Lai, pháp thuyết và nghĩa thuyết đạt an lạc giải thoát. Mà đồng lại, có chữ nào các vị còn bối rối thì các vị sửa nghe. Nay ta đến Lộc Quyển, muốn đánh trống cam lộ, vận bánh xe chánh pháp, tuyên pháp vị tàn hữu. Người trí đủ hiểu biết, quán chiếu tùy pháp hành, pháp ta thuyết thanh tịnh, tịch diệt tối vi thượng. Quy mãnh như sư tử, chánh pháp Đức Như Lai, pháp thuyết và nghĩa thuyết đạt an lạc giải thoát. Cái chữ này thưa các vị, mình có thể dịch khác cũng được nghe. Cái câu này các vị có thể dịch theo một cách khác, đó là nay ta đến Lộc Quyển, mở cánh cửa cam lộ, vận bánh xe chánh pháp, tuyên thuyết nghĩa hy hữu. Nếu mình dịch hai câu này á, thì nó bớt đi cái sự trùng tự pháp pháp thôi, không có chi lạ. Mình thấy bản này thì nó gần gũi với chính bản. Hai câu này thì nó mang cái chất thi ca, ít điệp ngữ. Nay ta đến Lộc Quyển, mở cánh cửa cam lộ, vận bánh xe chánh pháp, tuyên thuyết nghĩa hy hữu. Cũng hàm nghĩa giống như vậy nghe. Các vị có quyền đổi hai câu đó cũng được. Nếu thích, không thích thì để vậy. Đó là cung cấp một cách hào phóng. Tại vì thi kệ nó mang cái tính thi ca rất cao nghe. Đôi khi mình dịch rồi nhưng mà mình cũng cảm thấy không có hài lòng. Dịch lại thì nó lại quá là văn học, nó khó hiểu cho các vị. Nhưng mà đúng ra thì ta có quyền đổi. Tại vì sao? Đánh trống pháp cam lộ nghe nó không hay bằng mở cánh cửa cam lộ. Tại sao? Thưa các vị rằng là mở cánh cửa cam lộ có hàm nghĩa rằng là ngài giảng dạy Phật pháp tuôn ra như dòng suối chảy, và chúng sinh trên mặt đại địa này, người nào có nhân duyên và người nào có nhu cầu, họ có thể múc một chung nước, có thể múc một gạo nước, có thể múc nhiều hơn, gọi là cửa cam lộ.
tùy nhân duyên của chúng ta, tùy trí năng của chúng ta. Và nếu chúng ta khát khao chánh pháp, mơ ước một đời gặp được Phật Pháp đi tu, thì chúng ta chắc chắn rằng là sẽ sống với Pháp và đem Pháp tắm gội thân tâm. Thế thì trong một đời các vị thành đạt được sự an lạc nhất định, thành tựu được sự nghiệp giác ngộ nhất định. Thế này nếu chúng ta là con muỗi, mình uống bao nhiêu nước? Chút xíu thôi. Có hàm nghĩa rằng tâm chúng ta nó bé nhỏ, dục lậu còn đầy, và cái cố chấp về tham, về sân, về si rất là nặng. Thậm chí chúng ta có thể đến với giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà chúng ta không mê Phật, không mê ông thầy của ta. Chuyện này có nghe, thầy ta là nhất. Ta chỉ tin thầy ta, ta chỉ học với thầy ta, cuồng tín với ông thầy của ta. Trong khi đó thì giáo pháp Phật bao trùm hành tinh này tam thiên giới, nhưng có ông thầy có bị mà nghĩ gì đâu. Thế nhưng mà trên nhân gian này có những tên đồ đệ nó khùng khùng cái kiểu đó nhiều lắm nha. Cuồng tín với tông môn, cuồng tín với vị đạo sư cũng là một loại cố chấp nặng nề. Cho nên các vị nên nhớ rằng là học chánh pháp Phật để làm cho lòng mình thênh thang, học chánh pháp Phật để làm cho các vị là đại dương, chứ phải là làm con muỗi ném chút hương vị pháp rồi nghĩ rằng đủ. Không, do vậy cho nên mở cửa cam lộ hàm nghĩa rất là hay. Câu thứ ba, tuyên thiết nghĩa hy hữu, nó cũng hàm như cái câu này, tức là tuyên cái pháp vị tàng hữu, nói cái pháp chưa từng có trước đó. Chưa từng có vị đạo sư nào nói những điều như Đức Thế Tôn dạy, và chưa từng có dòng pháp nào bì được dòng pháp như Lai dạy nghe. Hai hàm nghĩa trong câu này. Đó là mình giải thích một chút về cái bài dịch. Thế là chúng ta xóa bài này, chúng ta nói về đại ý của cái bài học này nghe. Thế là chúng là mình biết cái đại ý này hơi dài nghe. Nó có hai đại ý nơi đây. Mình nghiệm nghiệm mình viết ra rồi bỏ thì uổng nghe, là chép hết. Cho các vị tha hồ chép vô tập thôi. Pháp quá của Như Lai, tức là những điều Như Lai giảng dạy gọi là pháp hóa nghe. Pháp hóa của Như Lai như tiếng gầm của sư tử vương, phá tan vô minh, đưa người đạt đến tịch diệt. Dù Ngài có nói nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, bồ tát thừa, nhưng mà cuối cùng đều đưa mọi chúng sinh có duyên với pháp Ngài đạt đến niết bàn, đạt đến tịch diệt. Tại sao? Vì duy nhất chỉ có con đường này mới đoạn sạch cái sự sinh đi sinh về trong ba cõi sáu đường, mới chấm dứt được cái kiếp luân hồi nổi trôi. Còn sinh đi sinh về, dù là sinh lên thiên giới, vẫn còn cái khổ bị biến dịch khác. Thế nhưng mà đàn đến các vị Bồ Tát thì nó khác. Đó không phải là bị lôi vào dòng nghiệp tử sinh, mà đó là do bản hoài tái sinh để độ sinh thì nó khác rồi. Thế cho nên phàm nhân của chúng ta ngồi được pháp Như Lai, đi vào con đường hành trì, bao giờ các vị có thể tự quyết được cái chuyện sống và chết, ra đi cách nhẹ nhàng, không có bị bệnh hoạn quằn quại khổ đau, thì cơ hội nếm pháp Như Lai mới viên mãn. Chưa đạt đến mức độ này thì chúng ta vẫn còn lây quay trong cái chuyện xin đi xin về nghe. Cho nên tột cùng của pháp Thế Tôn dạy để cho tất cả những người đủ duyên nếu mà vì chánh pháp hành trì đạt đến đầu nguồn của sự chấm dứt phiền não khổ ưu, đạt đến tịch diệt. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai cũng từ đoạn này cho ta cái nhìn thế này. Thưa đại chúng, là pháp Như Lai không dành cho người thiếu trí, thiếu dũng lực, thiếu niềm tin. Tại sao? Tại vì nếu không có trí tuệ, nó không thể phát sinh được cái sức mạnh tự nội để có thể đi vào sự hành trì được. Mình cả đời sống tựa nương nó quen, luôn ỷ lại. Và cái sự ý lại này nó đưa đến cái sự tồi tệ, đó là nếu chúng ta tu thì chúng ta cũng nghĩ rằng là Phật thay ta làm việc này, ta cầu cảnh vang sinh với chư Phật, với Bồ Tát,
cả đời cứ ăn mày. Trong khi đời sống chúng ta, người ở nhân gian họ thành công ít nhiều đều có năng lực tự quyết, đều có sức mạnh của ý chí, đều có dũng lực nhất định, không phải thành công được. Thế rồi đi vào con đường tu là con đường cao hơn tất cả những con đường trần thế, là cấp độ tri thức cao hơn cấp độ tri thức của xã hội loài người nghe, là một nền tảng đạo đức cao hơn nền tảng đạo đức của đời thường. Thế cho nên nếu người nào chưa đủ trí tuệ là một, không đủ ý chí là hai, không đủ dũng lực, không đủ niềm tin, không bước vô chánh pháp được, sống lâm cơm ở ngoài nữa nghe, kiếm một chút tư liệu học Phật để giả vờ mình là Phật tử nọ Phật tử kia, khoe mẽ về mình thì được, nhưng mà thực sự đi vào hành trì thì nó không có đơn giản như chúng ta thấy. Thiếu trí tuệ, thiếu dũng lực, thiếu sự quyết tâm và thiếu niềm khát cao lớn đến nỗi là bốc cháy thì không thể đi vào con đường tu tập hành trì được. Mà muốn đi vào để quán chiếu hành trì thì những yếu tố này là yếu tố tiên quyết, là nền tảng của tất cả con người đến với công trình tu tập. Chúng ta có vài điều nữa đây. Điều thứ nhất, mình muốn nói về cái sức mạnh và sức nặng luôn. Nên hiểu từ này thế này, sức mạnh, sức nặng không hàm nghĩa rằng mình gầm gừ, mình nói to tiếng, mình lấn áp thiên hạ gọi là sức mạnh, sức nặng nghe. Cái nội dung tâm thức của ta tu ra làm sao, phẩm chất đạo đức ta ra làm sao, năng lực trí tuệ giác ngộ ra làm sao, nó làm thành sức mạnh vang xa, lan tỏa. Nó làm thành sức mạnh chấn động thân tâm của người. Cho nên chúng ta dùng cái từ này để hiểu rằng có nhiều tầng phẩm chất ngôn ngữ. Mình chia ra vấn đề này để các vị có một cái sự nhận diện khi các vị nghe pháp nha. Đầu tiên chúng ta loại trừ những cái loại ngôn ngữ ô uế phàm phu ra ngoài không tính. Ngôn ngữ đó quá tệ. Ngôn ngữ tầm trung, gọi là ngôn ngữ trí thức. Cái điều này nó có hai yếu tố nữa đây. Điều thứ nhất là cái trình độ sống người ta. Điều thứ hai là nội hàm của người ta. Trình độ sống là gì? Thứ nhất là trải nghiệm đời sống. Thứ hai là cái trình độ học thuật. Cái mặt bằng văn hóa người ta nó tương ứng với cái mặt bằng văn hóa của những xã hội tiến bộ, thì ngôn ngữ người ta sử dụng, thưa các vị, nó có được cái phẩm chất rất là đẹp là một, chất thi ca là hai, đạo đức là ba. Và cái nội hàm của nó là mang đến sự an lạc, dễ thương, hài hòa, thiết lập được sự truyền thông giữa ta với người. Đừng học đòi cái kiểu nói năng cho nó ngọt ngào, dùng mỹ ngữ. Học ba cái nghệ thuật đó không phải là cái loại ngôn ngữ nơi đây ta nói đâu nghe. Ngôn ngữ của trình độ sống thực sự đó là họ sống giữa đời thường, đi ngang qua đời sống, nhiều khổ đau. Họ biết rằng ngôn ngữ là một loại, sử dụng nó làm thành hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất, thiết lập truyền thông với người, mang an lạc niềm vui đến với người, làm thành sự bình an và uy tín thăng hoa cho đời sống chính ta. Thứ hai là ngôn ngữ này nó hủy diệt ta. Tại vì ngôn ngữ các vị mà nó giả dối, nó thô xấu, nó hung tợn, từ cái nền tảng tâm hành vô cùng ô uế, chắc chắn rằng tác hại của nó như rỉ sét ăn mòn hết con dao. Nó tác hại là chính ta, quỷ phá chính ta. Người hiểu điều này, thưa các vị, từ cái quá trình trưởng thành họ thanh lọc đời sống họ, họ biết cách sử dụng ngôn ngữ thế nào, từ cái nền tảng tâm thức thiện lành là một, từ nền tảng mang đến an lạc cho mình, cho người là hai, và từ nền tảng có tu tập là ba, từ nền tảng của trí thức, tầm cao của sự tiến bộ xã hội là bốn. Yếu tố này nó gom lại, nó làm thành một loại ta gọi là
trình độ sống họ nó cũng là ít nhiều có nội hàm ở đây. Nội hàm có hàm nghĩa rằng sự tu dưỡng của các vị ra làm sao nó làm thành cái chất ngôn ngữ các vị ra làm vậy nghe. Mình không có tu dưỡng, mình chỉ có tu cái miệng, mình nói năng cho nó ngọt ngào, lấy lòng người ta, ta gọi là xảo ngữ, gọi là hoa ngôn, gọi là chi. Dùng cái từ nó đẹp đẽ, thế nhưng mà chắc chắn điều rằng là nó không có chân thật, cho nên ít nhiều gì trong lời nói đó người ta nghe, người ta rất là sợ, rần rợn da, người ta không có dám tới gần các vị đâu. Thương nhau cứ nói là thương, ghét nhau cứ nói là ghét, chứ đừng có dùng cái loại xảo ngữ như thế này. Thế cho nên nội hàm của nó hàm nghĩa rằng thứ nhất là có tu tập, thứ hai có tâm từ, thứ ba có trí tuệ. Ba điều này nó phối hợp lại, nó làm thành nội hàm của các vị sử dụng ngôn ngữ. Ngay ngôn ngữ thôi, người ta lắng nghe, người ta học được rất nhiều điều nghe. Thưa đại chúng rằng mình lắng nghe một người, họ nói bóng đùa thôi là mình biết cái người đã, tâm thức của họ đó thuộc cái dạng là nhiều ác pháp hay là thiện pháp. Một lời cười cợt thôi, nói cho nó vui nhau, gọi là làm quà tặng cho nhau trong những buổi trà dư tửu hậu, thế nhưng mà có những cái câu nói nó nâng đỡ người, dắt dẫn người, trao cho người niềm vui, giúp cho người tăng trưởng thiện pháp. Có những câu bông đùa nó từ nền tảng tâm thức ganh tị nghe. Có tu là điều này mình nhìn ra rất là rõ ràng thôi. Có khi bông đùa nhưng lời nói đó nó từ nền tảng ganh tị là một, ác pháp là hai, sự xấu xa tâm thức là ba. Thế cho nên nên lưu ý, khi nội hàm mình được nuôi dưỡng tốt lành, có tu tập, thì ngôn ngữ của các vị sử dụng nó không đơn thuần là trí thức, mà nó đi vào tầng thứ hai, đó là một loại ngôn ngữ tâm linh nha. Ngôn ngữ tâm linh là gì? Ở mức độ cạn là nuôi dưỡng pháp lành, nơi người, làm cho người thăng hoa, làm cho người nhận ra điều hay lẽ phải, cũng là lời phê bình, nhưng mà lời phê bình làm tổn thương nó khác. Nó không có cái nền của một tâm từ. Phê bình phán xét người, nhưng mà nó có cái nền của tâm từ, có cái nền của mong muốn người ta thành tựu được cái con đường tu tập, hoặc là nuôi dưỡng được người ta để người ta phát triển đời sống tâm linh, thì cái nền của sự phê bình này nó lại có một cái chất lượng rất là tuyệt vời, đó là giúp người ta nghe mát lòng và cảm thấy điều này tiếp nhận được, và họ tự họ sửa sai, tự họ chuyển hóa. Còn những loại phê bình nhưng mà đầy ác pháp thì nó khác nghe. Cái điều này các vị có tu, các vị mới nghiệm ra, còn không thì chúng ta giống như nhau. Nghe người ta phê bình phán xét, mình thấy đây là ngôn ngữ khó ưa, nhưng mà không phải. Có khi lời nói ấy là lời nói dắt dẫn tâm thức người, nuôi dưỡng người. Thế cho nên quan trọng là ngôn ngữ tâm linh nó có một cái nội hàm. Điều thứ nhất là có tu tập, thứ hai có trí tuệ. Sâu hơn tầng nữa là ngôn ngữ nội hàm có tu tập tâm linh này, nó thường là ngôn ngữ sinh ra từ dòng tuệ giác của người thấy được đạo. Nếu mình chưa phải là người ngộ đạo, cái chuyện này nó cũng phát sinh rất dễ là chê. Học Phật Pháp thấm vào thân tâm. Đừng bao giờ sử dụng loại ngôn ngữ gì thô, đừng bao giờ phê bình phán xét người. Tất cả việc mình thấy trước mắt chưa chắc là đã đúng, không nữa là mình suy diễn về chuyện nọ chuyện kia của người. Và nhất là đừng bao giờ thay cho người gánh vác cái khẩu nghiệp rất là tội nghiệp nha. Mình ưa bàn vào những chuyện thị phi thiên hạ sự, thích dòm ngó chuyện phải quấy của hàng xóm láng giềng, bàn tán chuyện ngược xuôi của kẻ phải người quấy. Ngang đây khi biết tu rồi, các vị phát nguyện rằng là ta chỉ nói những lời lành, ta chỉ nói những lời không làm tổn thương ai, ta chỉ nói những lời nuôi dưỡng thiện pháp, ta chỉ nói những lời giúp cho người ta thăng hoa, chứ ta không thể nói những lời làm xúc phạm bất cứ một ai, dù đó là em bé. Có như vậy thì cơ may các vị mới có thể làm được cái chất liệu ngôn ngữ nó có phẩm chất. Còn không, không đợi tu. Có khi thì người ta thấy mình tu rất là ngon lành, thế nhưng mà quá ra nghe một lời, lắng nghe
một bài viết hoặc đọc một vài câu nói người ta có bị cảm thấy vô cùng ngao ngán và mất niềm tin với người tu tập. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái công năng giáo hóa của các bậc thầy, thưa các vị, cái nền tảng nó đầu tiên là nền tảng học Phật. Nên nhớ rằng, dù họ chưa ngộ đạo, họ chưa thực sự là người đoạn sạch phiền não khổ ưu, thế nhưng tâm thức họ được nuôi trong cái môi trường học Phật Pháp, nó chín chắn là một. Học đòi được tuệ giác từ Đức Thế Tôn dạy, và tuy rằng họ chưa đạt đến tịnh diệt, đạt đến vô lậu, thế nhưng mà ngôn ngữ họ là ngôn ngữ được sinh ra, được chảy ra, được tuôn ra từ dòng chảy Phật học. Họ đã được quân tu nghe, họ được quân ướp, họ được nuôi dưỡng. Thế cho nên đây là loại ngôn ngữ cạn nhất của các bậc thầy có thể giảng dạy Phật Pháp cho ta tu. Điều thứ hai, ngoài học Phật còn có khả năng hành trì nữa. Dù rằng công phu hành trì của họ vẫn chưa đạt đến mức độ viên mãn, thế nhưng mà có được tịnh hạnh nhất định, có được uy nghi nhất định, có được phong độ của người tu nhất định. Phong độ đó được biểu hiện bằng cách đứng, đi, ngồi, nằm, nói, cười, tỉnh tại. Phong độ đó biểu lộ ra cái cách nói năng không có đánh đổi là nói nhân cướp, không đánh đổi nói như bạn hàng cá. Họ có một cái từ tốn nhất định, có một cái bình ổn, hài hòa nhất định. Đây là trường hợp thứ hai có hành trì. Điều này, thưa các vị, nó là một sức nặng, cũng là sự chinh phục vô cùng lớn nha. Các vị nói thao thao như nước chảy, nhưng mà ngôn ngữ các vị đó là một loại ngôn ngữ nó hàng tôm hàng cá thì không thành công. Các vị nói thế nhưng mà ngôn ngữ các vị nó không mạch lạc, không thành công. Các vị nói nhưng mà ngôn ngữ các vị nó không có nội lực của công phu tu thì càng tệ hơn nữa. Thông thường mình quan sát rằng là một là trình độ tri thức người ta có, thì ngôn ngữ người ta tự nhiên nó có sự chọn lọc nhất định. Điều thứ hai, có sự tu tập nhất định, cho nên ngôn ngữ người ta trước khi nó đến với tai người, nó đã được thanh lọc qua tâm thức của họ, họ quán chiếu được, họ làm chủ được cái dòng ngôn ngữ họ. Cho nên những ngôn ngữ thô, ngôn ngữ xấu, ngôn ngữ vụng, ngôn ngữ chỉ trích, kích bán người, dường như nó tắt liệm, nó không có mặt trong dòng pháp của họ hoặc cách nói năng của họ. Điều thứ ba, họ làm được việc rằng là họ chọn từ để nói, chọn cách để trình bày, họ quan sát được đối tượng, biết rằng đối tượng nó cần cái chi họ truyền đạt nha. Cho nên đây là hai phần có mặt trong những bậc đạo sư có hành trì Phật Pháp, họ làm được điều này. Cộng với phần vô cùng quan trọng nữa là sự biểu hiện cái tư phong của họ, tức là cái phong cách của họ, nhân cách của họ. Họ đứng, họ đi, họ ngồi, họ nằm, họ nói, họ cười, họ nhìn, họ ngắm, biểu đạt được quy phong của người tu, biểu đạt được cái sự thanh tịnh đạo hạnh của một người tu, một bậc đạo sư. Và tùy trình độ tu họ ra làm sao, tùy năng lực trí tuệ họ đạt đến ngần nào, thì cái sức nặng của ngôn ngữ này, sức mạnh ngôn ngữ này nó lan xa nghe. Có thể nó lan xa trong vài ba người, tại vì lực dụng họ ngang đó thôi. Nếu phước lành họ lớn thì nó lan xa đến hàng vạn người. Tuệ giác họ thâm sâu thì nó lan xa tới nhiều thế hệ tương lai, nó có thể có mặt vài trăm năm sau. Cho nên chúng ta dùng cái từ sức mạnh và sức nặng ngôn ngữ là như vậy. Cái phần này quan trọng nghe. Tùy vào nỗ lực tu, tùy vào công phu hành trì, tùy vào trí tuệ chứng nghiệm, và tùy vào rất nhiều nhân duyên lành của xã hội để yểm trợ nữa. Cho nên có những vị đạo sư chói sáng trên nền trời, thế nhưng mà ông mất rồi tắt ngấm như ban đêm. Có những vị đạo sư cái duyên mai hoằng pháp của ông, phước đức của ông rất lớn, cho nên dù ông có ra đi nhưng mà dòng pháp của ông người ta trân trọng giữ gìn nghe. Và có những vị đạo sư mất tới 200 năm sau, đọc lại ngữ lục của các ngài, người ta mới trầm trồ, người ta mới bắt đầu tìm lại những cảo thư, tức là những chồng sách cũ, ta mới khui lại cái kho tàng trân bảo. Đã có nhiều trường hợp những vị thiền sư như vậy.
Cho nên thưa các vị, hai phần này nó làm thành công năng giáo hóa của các bậc đạo sĩ. Phần thứ ba là cái phần chứng ngộ tâm linh nha. Cái điều này nó lại không đo bằng cái khả năng nói nguyên thiên tràng văn đại hải, mà nó đo bằng một bài kệ thôi. Nhìn các vị thiền sư Việt Nam, các ngài không để lại nhiều đó nghe. Một bài kệ 4 câu, một câu pháp ngữ rất ngắn, nhưng mà giá trị của nó là giá trị của kim cương, giá trị của nó là nghìn đời bất hoại. Do vậy cho nên đừng nghĩ rằng nói nhiều mà hơn được các vị đạo sư trong quá khứ. Cho nên chứng ngộ tâm linh này rất quan trọng. Một bậc kỳ vĩ nhất trong lịch sử loài người, không ai có thể bì được, là chỉ một Đức Thế Tôn thôi nghe. Ngài nói cũng nhiều, dòng thời gian qua 26 thế kỷ, nhưng mà chánh pháp của Ngài vẫn còn sáng chói như tới hiện tại. Sức mạnh và sức nặng ngôn ngữ của Ngài, thưa các vị, vẫn còn chấn động thân tâm tất cả những người có duyên, nghe thì ngộ đạo đó. Do vậy cho nên chúng ta là những người tu Phật, đầu tiên ta nương vào Thầy để đến với đạo. Thế nhưng mà các vị biết rằng là Thầy của ta, bổn sư của ta là Đức Thế Tôn Từ Phụ, chứ không phải là cái ông Thầy nào khác ngoài vị này cả. Cho nên các vị bớt cuồng tín đối với vị Thầy của các vị đi. Dụ Thầy đó ông dán cái mát là bậc ngộ đạo, bậc thiền sư, bậc trưởng lão, bậc la hán gì đó, không quan trọng đâu. Đức Thế Tôn là duy nhất. Cái này Phật giáo Bắc Triều mà thua Nam Triều nghe. Phật giáo Nam Triều cuồng tín Đức Phật, tôn vinh một Đức bổn sư thôi. Không phải cái dòng chảy lịch sử họ không có các vị tổ ưu tú. Thế nhưng mà các vị thấy là trong Phật điển họ, trong tổ đường họ không có thờ tổ, không có lấy lời tổ làm chuẩn mực, mà lấy lời Thế Tôn làm chuẩn mực. Cho nên ta hãy học điều này. Đây là điều thứ nhất, nói về sức nặng và sức mạnh của ngôn ngữ. Cái vấn đề thứ hai mình nói cho nhau nghe, đó là người đến, người đến với giáo pháp Như Lai. Mình chia ra hai điều nghe. Thứ nhất là may mắn của chúng phàm nhân. Thứ hai, B. Hai điều này đủ cho các vị quán chiếu rồi nghe. Đầu tiên xin thưa rằng chưa có một chúng sinh nào may mắn như chúng sinh trên cõi ta bà này. Chư thiên không bị được, thấp hơn loài người, loài động vật không thể nghe được pháp Như Lai, chỉ có loài người. Cái tầm tương ưng đó là không thể thấp hơn và không thể cao hơn. Tại vì cao hơn cái điều kiện dục lạc nó quá phong phú, họ không có cái nhu cầu đoạn khổ. Thấp hơn thì không có khả năng vương tầm trí thức lên đến chiều cao để hiểu được giáo pháp Như Lai. Chư thiên rất khó học chánh pháp. Thấp hơn loài người như loài Atula vân vân thì cũng có thể, nhưng mà loài động vật thì đừng hòng có điều kiện học chánh pháp. Các vị quán chiếu đời sống và động vật, các vị thấy rằng là có hai nỗi khổ vô cùng lớn, là nỗi khổ của sự đói khát. Động vật nào cũng vậy, kiếm được miếng ăn đâu dễ nghe. Thứ hai là nỗi sợ hãi. Chưa có là động vật nào không sợ hãi. Con voi cũng sợ hãi, con sư tử cũng sợ hãi. Đành rằng nó nguy mãnh là vậy, nhưng mà thưa các vị, nó thiếu đi cái điều kiện để tự bảo trì đời sống của nó so với loài người. Thế cho nên thấp hơn loài người không phải là sự may mắn, cao hơn loài người không phải là sự may mắn. Thế là trong chúng phàm nhân này, nếu các vị sinh ra những cái vùng không có văn hóa, tâm thức các vị nó thấp thỏi, sinh ra những cái vùng đất mà người ta lấy cái sự vật chất làm nền tảng cái đời sống, dẫm đạp lên nhau, giết chóc nhau, tranh giành từng cái miếng ăn, thì các vị làm sao có điều kiện học Phật pháp. Sinh ra trong cửa hào môn, sinh ra các vị đã về đến đức, đã ngậm thìa vàng, đã là một ông hoàng bà chúa, cái điều kiện học Phật pháp không thể xảy ra. Thế cho nên chỉ có người có điều kiện học Phật pháp tuyệt vời nhất là những người đó không quá giàu, không quá nghèo, không quá đẹp, không quá xấu. Tại sao?
Xấu thì dĩ nhiên là phước lực mình ít, cho nên không có khả năng vươn đến chiều cao, trí tuệ phát triển nghe. Đẹp thì cái sự kiêu ngạo của gián sắc các vị, kiêu ngạo giàu có các vị, nó cũng khó giúp cho các vị đến với đạo. Cho nên chỉ có hàng trung trung, không quá giàu, không quá nghèo, không quá xấu, không quá đẹp, không quá phước lành nhiều, không quá ít phước. Trí tuệ không đến đâu quá thông minh mà cũng đừng có ngu đần. Tức là ở một cái tầm trung nhất định thì các vị là một loại người may mắn vô cùng lớn. Đây là may mắn đầu tiên, ta gọi là may mắn nền tảng này. Tức là đời sống ngoại vi, đời sống vật lý, cơ địa của các vị. May mắn thứ hai là loại may mắn tâm thức. Là chi? Thưa đại chúng, may mắn tâm thức hàm nghĩa rằng là trong các vị nó không có chất chứa quá nhiều ký ức buồn vui, hờn tuổi, bất an. Không có bị sang chấn tâm lý do vì tuổi trẻ các vị bị ngược đãi. Và vô cùng quan trọng là các vị đã kinh ngang với cái dòng đời nó ít nhiều khổ não, cho nên các vị nếm được hương vị của khổ đế trong nhân gian rồi. Nó làm cho cái nền tảng nhận thức về đạo, nhận thức về con đường đi nó rất là mạnh rồi các vị. Cũng là loại may mắn nghe. Mình chưa từng đi ngang qua nỗi khổ, mình chưa khát khao con đường vượt thoát, không phải là may mắn. Thế rồi, có những người đi ngang qua dòng đời, nếm hương vị khổ rồi họ không giác ngộ, họ muốn chìm ngập trong nỗi khổ, họ thí bằng cùi. Thì đâu có chuyện gì phải nói. Cho nên, may mắn là ta đi ngang qua dòng đời, ta nếm trải được hương vị khổ đau của trần thế, biết cái mùi đắng cay của cuộc đời, và ta đến với đạo. Gọi là may mắn tâm thức vô cùng lớn. May mắn thứ ba, thân cận chánh pháp, gần gũi các bậc thiện trí, cũng là loại may mắn nghe. Các vị học vào chánh pháp, thấy tỏ đường đi là một may mắn lớn trong trường viễn kiếp tử sinh. Thế là các vị gặp được bậc thiện trí, dắt dẫn các vị, không lợi dụng các vị, để cho các vị mở sáng vào mắt chánh pháp. Các vị biết tự quay về tự thân mình, tin vào chính mình, không có dựa dẫm, không có ỷ lại, không có bám víu bất cứ ông thầy nào. Đây là loại may mắn không phải lớn. Dường như trong trần thế này không có vị thầy nào không thích các vị bu quanh đâu nghe. Để làm chi? Để làm thành một cái thế lực thấp nhất. Các bậc thầy tâm linh đều muốn cho các vị cung cấp cho họ đời sống vật chất, cung cấp cho họ cái ăn, cái uống, cái mặc, cái chi tiêu và cửa và nhà vân vân. Thưa đại chúng rằng là với một tâm thức bình thường nhân thế thì trên nhân gian này người ta thích có đệ tử bao quanh. Đây là cái chất rất tự nhiên của con người phàm thường mà. Do vậy mình gặp bậc đạo sư, gặp bậc thầy dạy cho mình biết quay về tự nương của chính mình. Đủ sức mạnh nội tâm để một mình đi tới. Đây là con đường không phải là độc nhất Phật, mà con đường của tất cả mọi sinh dân mặt đại địa này. Nếu muốn đi vào đời sống tâm linh phải đi vào con đường này. Ta sinh ra, ta tiểu nương như ai đâu. Ta đến một mình giữa nhân gian, ta đi cũng một mình, một bóng, một linh hồn thôi. Trên đường đạo các vị độc hành độc bộ nghe. Thế cho nên một tâm thức trưởng thành đến mức độ nào đó thì các vị tự nhiên nghiệm ra điều này. Và điều này khi các vị ngộ được, có niềm tin được, không phải là một sớm một chiều, mà nó là một quá trình rất dài, đi ngang qua dòng chảy của nhiều chuyến luân hồi rồi. Đây là may mắn tâm thức. May mắn cuối cùng, thấu ngộ đạo. Thưa các vị rằng là thấu ngộ đạo là chi? Cái đoạn đường này đó có đôi khi nó là một đoạn đường rất ngắn trong một kiếp sinh linh, có khi nó là đoạn đường quá dài trong triệu kiếp nghe. Thế nào rất ngắn? Ngay bây giờ, ngay nơi đây trong một kiếp này. Các vị nghiệm ra rằng hình hài này thì sinh diệt, buồn vui này cũng đến và đi, không phải là ta. Nghĩ suy bồng bềnh này không phải là ta. Ký ức cất chứa trong đây để tạo thành cái bản ngã, các vị cũng vẫn không phải là các vị. Tất cả ấy đều là đối tượng bị quan sát, đều là pháp sinh diệt. Cái tâm quan sát của các vị, năng lực tuệ tri của các vị chính là pháp bất diệt, pháp vô sinh,
Pháp Niết Bàn. Có hiểu được điều này, liễu ngộ được điều này, tin chắc điều này, sống với điều này thì gọi là thấu ngộ đạo. Do vậy cho nên đi ngang ba tầng như thế này, tới tầng cuối này là tầng các vị nếm trải rồi thì mới có cơ may, gọi là người phàm nhân may mắn nhất trong 1 tỷ con người trên mặt đại địa. May mắn nhất của một chiều dài tử sinh triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi mới có gặp điều tối hậu này nghe. Và nếu ngay bây giờ, ngay nơi đây ta nghiệm ra được điều này, thưa các vị, không có lý do gì đầu tư đời mình trong cái chuyện pháp sinh diệt. Không lý do gì luyện mình vào buồn vui hận giận để sáng vui chiều buồn. Không có khùng gì đầu tư đời mình trong cái chuyện để cho tâm thức mình ngược xuôi vớ vẩn nghe. Sống với đạo có nghĩa là ngay bây giờ, ngay nơi đây sống với cái tâm chiếu sáng hiện tiền quan sát. Thế cho nên thưa các vị, thấu ngộ đạo đó là bước thứ nhất, sống biên viễn với đạo là bước thứ hai, để cuối cùng viên mãn được một kiếp tử sinh. Giống như các bậc thánh la hán ngày xưa chỉ vào tự thân, bảo rằng sinh đã tận, phàm hành đã thành, việc đáng làm đã làm, không có trở lại nào này nữa. Không thì ta quay một vòng như nhau. Cho dù các vị khoác áo màu gì, được tôn vinh lên tới bệ cao chính bệ thế nào, nhưng mà vẫn là con người khổ đau chìm trong sinh tử như nhau. Không khác nhau ở cái vị trí ông thầy tu, người cư sĩ, ông hòa thượng, vị mới tu gì cả. Khác nhau ở chỗ là thấy được đạo, nghiệm được đạo, sống với đạo thôi, chứ còn cái chuyện hình thức bên ngoài, tất cả hình danh sắc tướng không dính chi với chuyện này đâu nghe. Những địa vị danh vọng của xã hội đời thường, địa vị danh vọng trong chốn già la, trong cái thế giới tu, dù cho họ phong các vị là thiền sư gì nữa, thưa các vị, nếu không sống được với điều này thì vẫn là phàm phu. Điều thứ ba, đạt an lạc giải thoát. Cái vấn đề này mình chia ra 3 ý để giải thích cho các vị nghe nghe. Thưa đại chúng, là phần thứ ba này nó có 3 ý. Ý thứ nhất, pháp an lạc nó ngang tầm với tri thức của ta, ngang tầm với mong muốn của ta, ngang tầm với sự hiểu biết của ta. Thứ hai, khi thâm hiểu giáo lý, tức là khi các vị hiểu được giáo lý Phật thâm sâu, thì cũng nhu cầu an lạc, nhưng mà nhu cầu an lạc ấy nó không phải là cái chuyện bình thường như chúng ta còn ở cái tầng cạn, tâm thức ta còn hời hợt. Đạt đến cuối cùng tột nguồn giáo lý thì chúng ta mới biết mơ ước về thành đạt quả tịch diệt tối thượng nghe. Quả này là quả niết bàn cuối cùng. Thế là mình giải thích từng phần. Thưa đại chúng, rằng cái niềm vui của chúng ta, sự mơ ước của chúng ta và sự thành đạt của chúng ta đã ngang tầm với sự hiểu biết của chúng ta, không thể hơn được. Ví dụ, mình đến với đạo Phật, mình hiểu biết là mà Phật là vị thần linh. Thế thì mình chỉ một việc đó là cúng xôi, cúng chè, cúng chuối, cầu cho con được bình an, chồng của con được bình an, vợ con được bình an, con của con nó thi đỗ, thi đạt, vân vân, rồi con có được công ăn việc làm, vân vân, ngang chấm hết. Thế thì sự học hiểu chánh pháp của các vị, hiểu biết của các vị, niềm ước mơ các vị nó ngang tầm với chấp trước tôi là thân thôi, tôi là hoàn cảnh sống, tôi là gia đình của tôi là người thân của tôi là tình cảm của tôi thôi. Không vươn hơn cái chiều kích này được. Tại sao? Ta chỉ mơ những điều tương ưng với tâm thức của ta thôi nha. Thế rồi, tri thức mình đạt đến chiều cao, mình hiểu rằng là cho dù giàu, cho dù sang, cho dù là khỏe mạnh, nhưng mà cái đời sống này nó luôn bất trắc, luôn bồng bềnh. Nạn tai hoạn họa là cái gì rất tự nhiên nó rớt chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên còn mang thân phận con người, chắc chắn rằng là còn khổ não, dù giàu hay nghèo, dù trẻ hay già. Và còn có người chung quanh thì cho dù ta cố tình giữ gìn cho ta bình an, nhưng mà người chung quanh ta chắc chắn rằng là nó vẫn bất trắc xảy ra, không có lựa ngày, không lựa giờ và không lựa người nào đâu nghe. Có thể ta bình an như bố ta chết, mẹ ta chết,
bà con ta, xảy ra nạn tai hoạn quả là chuyện bình thường. Hiểu được ngang tầm ra đây thì ta nghiệm ra rằng cái gì quan trọng không phải là mình chạy trốn bất cứ một cái điều kiện sinh sống nào giữa nhân gian, mà làm cho tâm mình bình an, làm cho phước lành mình đủ, làm cho nội lực tu mình dâng lên, thì tất cả những cái tai bay quả gió, những cái khổ não vô thường, những cái chuyện chết sống của đời sống đó, tự nhiên nó có thể đến, nhưng mà ta bình an, ta không nên đổi là dập đầu, dập trán, khốn khổ, khóc lên khóc xuống. Lòng mình đủ vững, biết được chân lý vô thường này, tự nhiên là những điều xảy ra trong đời sống bình thường, ta có khổ nhưng mà nó ít khổ hơn. Đây là trình độ thứ hai, tri thức ta nó tiến đến tầm cao. Tiến tới một tầm sâu xa hơn nữa, hiểu được Phật Pháp. Nhìn ra rằng dù Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác nhưng 80 tuổi vẫn vào Niết Bàn. Lịch Đại Tổ Sư dù có chứng đạo thế nhưng mà các ngài vẫn xả hình hài cát bụi trả về cho đất. Ta là ai? Tu đâu có phải là để trường viễn kiếp sống hoài, mà tu để có thể là tạo được phước điền, sinh về cảnh giới lành. Đây là cái trình độ hiểu biết. Cho nên một đời dù có làm bao nhiêu việc, gánh trên vai có 1000 bổn phận, thế nhưng vẫn dành một bổn phận duy nhất và bổn phận chính mình. Làm chi? Tạo phước điền, có nội lực tu tập, để đến một lúc giả từ nhân thế, không có hoảng loạn, không bất an, và ra đi cách nhẹ nhàng như trả hình hài về các bụi và đi vào giấc ngủ vĩnh hằng thôi, không có gì lo lắng bất an. Đây là loại hiểu biết có tầm tri thức. Cho nên sự an lạc, thưa các vị, nó tùy vào trình độ của các vị, tùy tri thức của các vị, hiểu biết của các vị, nó dâng lên từng ngày từng ngày nhé. Cuối cùng sự hiểu biết đạt đến mức độ gần với giáo lý đạo Phật, đó là chi? Nhìn ra được hình hài này là sinh diệt vô thường, buồn vui này qua mau rất chóng vánh, nghĩ suy này nó cũng là dòng nghiệp thức cuồn cuộn chảy trong ta. Ngoài những cái tầng sinh diệt này, nó có một pháp bất diệt, đó là chi? Quay ngược về nghiệm ra cái gì là không sinh không diệt nơi này năm quẩn này, ngộ ra điều này thì các vị nghiễm nhiên đi vào con vô tu, an trú trong pháp hành trì, ngay hiện thời thành tựu được cái nền tảng cao nhất của đời sống tâm linh, thì tất cả những điều cản như là hình hài của các vị, buồn vui của các vị, hạnh phúc của các vị, người thân của các vị, tri thức của các vị, tự nhiên nó theo với cái trình độ hiểu biết Phật Pháp thâm sâu như vậy, nó giải tỏa hết những cái khổ của đời sống nghe. Cho nên đạt đến thâm sâu, cái khổ không cần loại trừ, tự nó chấm dứt. Đây là trường hợp thứ nhất. Ta chia ra nhiều tầng như vậy để các vị tự mình chọn cái tầng nào sống. Điều thứ hai, tham hiểu giáo lý là chi? Tham hiểu giáo lý không phải là cái chuyện tự nhiên tình cờ, không phải là cái món quà của trời rơi xuống các vị, mà nó là một quá trình. Quá trình nuôi dưỡng nghe. Không có một loại sinh thể nào giữa nhân gian này không nuôi dưỡng mà trưởng thành. Không có pháp lành nào không nuôi dưỡng mà tăng trưởng, không có trí thức nào không nuôi dưỡng mà đạt đến chiều cao. Càng không có con đường tâm linh nào tu phất phơ 20 bữa mà có thể thành đạt được nghe. Cho nên nên nhớ quá trình nuôi dưỡng của pháp học thôi. Các vị học từng ngày, các vị miệt mài từng ngày, tư duy từng ngày, thiền quán từng ngày, nuôi dưỡng mình từng ngày. Càng nhất, tâm không rời câu kinh nghe, mắt không rời chánh pháp nghe. Từng ngày như vậy. Cái trường hợp này nó không dành cho một số người còn miệt mài với cái chuyện cơm áo gạo tiền, không dành cho số người nặng nề về sĩ diện, về tôi, về ta, không nặng nề với số người còn chất chứa nhiều ký ức vui buồn, cảm thấy là đời sống này ta phải gắn bó. Chuyện này nó chỉ dành với một số người quyết lòng rằng ngay đời này điều kiện sống nó đủ, tuổi đã già, con đường tử sinh mờ mịt phía trước rất là đáng ngại, cho nên họ đầu tư đời sống họ trong một việc, đó là nuôi dưỡng đời sống tâm linh, nuôi dưỡng công trình tu tập. Cho nên họ gắn bó với Pháp, và có gắn bó với Pháp
Hành trì pháp thì các vị mới có cơ may thâm hiểu giáo lý. Đâu đơn thuần một cuốn kinh đọc qua mình hiểu. Đơn giản một điều, thưa đại chúng rằng không phải mình muốn quảng cáo nha. Mình nghe lại những bài giảng của mình cách đây 2 năm. Phi Tư Lương Sứ chẳng hạn, hay là Thiện Tài Tham Vấn chẳng hạn. Mình không ngờ rằng vào những tháng ngày đầu của chương trình học Zoom mà mình có thể đem tất cả tâm can của mình dàn trải trong những buổi học để cống hiến đại chúng. Ngược về quá khứ năm 14, ngược về quá khứ 2004-2005 cũng vậy. Có những bài kinh ngày xưa như kinh Pháp Cú mình dạy bằng tất cả sự sôi nổi nhiệt tình của tấm lòng. Và chỉ tột nguồn tột đáy con đường vô sinh, chứ không phải là dạy lơm cơm cái chuyện là các vị loại trừ chút ít buồn vui để có được đời sống an lạc giữa nhân thế. Mình lâu lâu nghe lại điều mình nói coi cái chuyện đó nó ra làm sao, mình cảm thấy ôi, đúng là mỗi lần nghe dù lời đó của mình dạy thiên hạ tu, thế nhưng mà nghe cũng đủ chấn động nghe. Từ cái ví dụ đó nói cho chúng ta nghe rằng con đường học chánh pháp không phải một bài pháp, không phải một câu kinh, không phải một vị thầy đâu nghe. Các vị có quyền học với trăm bạn nghìn thầy. Các vị mỗi lần nghe một bài kinh, các vị có điều kiện đọc một trang kinh, nó làm tăng trưởng được năng lực trí tuệ, nó làm sâu thêm niềm tin Phật pháp. Thế cho nên xin thưa rằng muốn thâm hiểu giáo lý là cái quá trình nuôi dưỡng trí tuệ, nuôi dưỡng năng lực học đọc, nuôi dưỡng năng lực nghe pháp. Nó phải là một niềm đam mê cháy cuồn cuộn trong tâm thức. Bằng không thì các vị sống vẫn vơ chơi thôi nha, không gắn bó đời mình được cái chánh pháp. Đôi khi trong những buổi học mình nghe các vị lao sao mình rất là khó chịu, là do vì mình nghĩ dường như các vị không có đầu tư thân tâm mình trong việc học pháp. Mình nhìn mặt từng người nghe, những cái anh chị nào không có nhiệt tình học pháp thì có chừng có bữa bị đuổi đó. Tại vì mình không có trả tiền cho các vị học, các vị cũng chẳng trả tiền để mình chạy học đâu. Đem tất cả tấm lòng của mình, tất cả cái niềm thiết tha mong muốn truyền đạt chánh pháp để cho học chúng học, để nếm hương vị chánh pháp, thành đạt sự an lạc. Thế cho nên học lơm cơm, học cho vui, học cái qua ngày đoạn tháng rồi, thưa các vị không thể thấm được và thâm hiểu được giáo lý đâu nghe. Mình dần dần bớt đi những đạo tràng là do vì có những lúc mình đi dạy những cái chùa viện á, mình thấy người ta ngồi người ta cứ lần chửi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghe hơi nản lòng. Tại họ có nghe mình đâu, họ đang làm việc với Phật của họ mà. Do vậy cho nên đóng hết các cánh cửa không muốn đi dạy là như vậy nghe. Rồi dần dần, này nói không phải hâm đâu nghe, rồi dần dần đóng cánh cửa dạy trực tuyến này nữa, thì các vị biết rằng là lúc bây giờ đừng mơ ước cái chuyện học pháp, học lại nhưng mà học cũ thôi. Tóm lại, muốn thâm hiểu giáo lý bằng trái tim cháy bỏng, bằng tấm lòng thiết tha, bằng chí nguyện học pháp Như Lai. Các vị biết rằng pháp Như Lai là biển cả chứ đâu phải là một cái chung nước để các vị uống đâu. Và nuôi dưỡng từng ngày, hứa lòng rằng là một đời này học không xong thì ngàn vạn đời gắn bó đời sống mình với chánh pháp để học, để hành trì, mới có cơ may thâm hiểu giáo lý nha. Cuối cùng, ta nhớ rằng dù cho văn học Nikaya, văn học Bộ Pháp Phật Giáo, văn học Bát Nhã, Pháp Hoa, Niết Bàn, Hoa Nghiêm, vân vân, cái chỗ tối thượng tôn cùng đó là thành đạt sự nghiệp giác ngộ, chứng nghiệm Niết Bàn. Nói vậy thì nó hơi xa vời, nhưng mà chỗ tối hậu là chỗ này. Các vị quay ngược về pháp môn hành trì, các vị nghiệm ra rằng tất cả mọi đối tượng các vị nhìn, các vị nghe, các vị quan sát, nó đều là cái bên ngoài, không phải là chính bản thân con người của các vị. Nhìn được bên ngoài, biết rằng là cảnh có đổi thay, nhưng cái con người này chỉ có một. Nhìn ngược vào bên trong, nghiệm ra rằng này buồn này vui thì sinh thì diệt,
này lo lắng bất an cũng đến cũng đi. Này là dòng suy nghĩ các vị cuồn cuộn như thác đổ, vẫn là cái đối tượng đang bị các vị nhìn mà thôi. Còn cái con người nhìn thì bất động, thì vô vi, thì chiếu sáng, thì hiện tiền, thì vô sinh vô diệt. Nghiệm ra điều này gọi là ngộ được tâm, thấy được đạo, nhận ra được tự tánh. Và cái chuyện còn lại là đủ niềm tin với điều này để sống với điều này từ sáng tới tối, từ tối tới sáng. Tức là một vòng tròn thế này, viên mãn thế này, thì người đó có cơ may ngay hiện đời này thành đạt sự nghiệp giác ngộ, chứng nghiệm thánh trí, viên mãn niết bàn nha. Chưa đạt đến cái thấy này, thưa các vị, thì chắc chắn rằng là dù cho chúng ta có học Phật pháp bao nhiêu, có tu 1000 hạnh bao nhiêu, có bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, nhẫn nhục theo 6 pháp ba la mật của Bồ Tát, vẫn tạo phước điền mà không thể thành đạt được vô lậu trí, chứng nghiệm niết bàn. Đây là ba nét ta nói cho nhau nghe. Tóm lại, cái điều mình thưa ra là thế này, thưa các vị. 2500 năm mới có một đấng giác ngộ xuất hiện giữa nhân gian. Pháp của Ngài, ba cõi bốn loài đều thừa hưởng ân đức. Pháp của Ngài vẫn còn có mặt lại nhân gian, bằng những trang kinh chấn động, bằng những lời dạy có thể giúp cho các vị đạt thẳng vào niết bàn. Tu tập một pháp của Đức Thế Tôn dạy, các vị có thể tự mình đoạn đức phiền não khổ ưu. Và pháp này không dính chi với hình danh sắc tướng, không dính chi với tổ chức tôn giáo luôn nghe. Không có phải pháp này nó nằm ở trong giáo hội nọ, giáo hội kia. Không phải pháp này nó nằm trong thầy nọ, thầy kia. Mà pháp này, thưa các vị, nó nằm chính nơi tự tâm của các vị khéo quay về nghiệm được. Cái gì là sinh diệt trong hình này, năm uẩn, cái gì là bất sinh diệt, thì các vị nắm được pháp yếu hành trì. Nắm được điều này rồi thì các vị tự nhiên làm được điều tuyệt vời là chi? Tu tất cả các pháp lành, tôn kính Tam Bảo, kính Phật Trọng Tăng. Và tự nhiên, đời sống các vị ngay hiện thời đếm được hương vị an lạc mà không cần cầu cạnh thần linh, không cần niệm Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền gì cả. Tại sao? Tại vì với một tâm thức lành có pháp hành như vậy thì năng lượng lành của chư thiên hộ pháp thiện thần gia hộ lúc bây giờ không cần cầu mà tự nhiên an lạc, phước lộc và mọi may mắn giữa trần đời này đến với các vị. Còn nếu mình không hiểu được điều này, không biết quay ngược về khám phá được cái nỗ lực của các vị chính là cái tâm bất động đang quan sát mọi thứ sinh diệt khổ vui, thấu ngộ pháp bất diệt. Các vị không nghiệm ra điều này thì cho dù các vị chạy lông bông tới 9 phương trời 10 phương Phật, các vị vẫn là người chìm ngập trong biển khổ của sinh tử nối dài, không có thể vượt thoát được đời sống của một phàm nhân. Cuối cùng, chúng ta có một cái kết luận ở đây. Đọc cho các vị chép. Thứ nhất, ta chỉ chọn thức ăn tương ứng với khẩu vị của mình. Thế nên, pháp dược Như Lai dù có trị được sinh tử khổ cũng thành vô dụng. Tại sao? Mình chỉ chọn thức ăn nó vừa với cái miệng ăn của mình thôi nha, cái tập khí của mình thôi nha. Dù pháp dược Như Lai có thể giúp cho các vị đoạn sinh tử khổ, thế nhưng các vị chỉ chọn nó tương ứng với tâm thức của các vị là cầu cho được bình an, cầu cho tôi sống dai, cầu cho tôi khỏe mạnh, cầu cho tôi đừng có bất trắc, cầu cho con cái của tôi, chồng của tôi, vợ của tôi, bố của tôi, mẹ của tôi được hạnh phúc. Chấm hết. Thế thì thưa các vị, pháp Như Lai dù rằng diệu dược có thể cứu sinh tử, nhưng mà vô dụng là vậy nghe. Thứ hai, pháp học pháp hành được đặt trên nền tảng nhận thức chính chắn về lý duyên khởi và tứ đế Phật dạy. Nên nhớ, pháp các vị học hay hành trì, nó được đặt trên hai nền tảng vô cùng căn bản là lý duyên khởi và tứ đế thôi. Ứng dụng những điều này vào đời sống mình, quán chiếu thì các vị lấy được cái nỗi khổ bình thường rồi. Ứng dụng điều này, quán chiếu vào tầng thâm sâu, các vị ngộ được đạo, thấy được niết bàn,
ngộ ra được tự tánh vô sinh của các vị thôi. Câu thứ ba, không có tiến bộ tâm linh nào xảy ra khi ta chưa thực sự là người đủ trí tuệ hiểu biết Phật Pháp. Một người không đủ trí, không đi vô công trình tu học Phật Pháp, thưa các vị, chắc chắn điều rằng là các vị không thể tiến bộ được trong đời sống tâm linh. Mình tu, thế nhưng mà mình chỉ là người bị người khác lợi dụng, bị mấy ông thầy bà cô lợi dụng. Ba, bị tổ chức tôn giáo lợi dụng. Và dường như người ta sống với nhân gian này, ta thích để cho mình bị lợi dụng, tại vì ta có thói quen là lợi dụng người khác nha. Khi các vị còn có ý đồ lợi dụng bất cứ cái điều gì bên ngoài mình, thì các vị vẫn phải bị một cái loại nhân duyên tự nhiên là sẽ bị người khác lợi dụng các vị. Nó là vậy, sự tương tác lẫn nhau nó là vậy. Ta nương tựa với người để có chút ấm cúng vào đời sống, thì người cũng nương tựa với ta để họ sống sót chứ. Cho nên đây là một loại tương tác nhất định trong cuộc sống đời thường này. Cho nên khi các vị nghiệm được chuyện tu tập, hiểu thấu được Phật Pháp, các vị sẽ làm được điều tự nhiên là không bị ai lợi dụng, và các vị cũng không bị ai thao túng cả. Trái lại, ta có thể khởi đại bi tâm vì thương người, vì muốn giúp người, vì muốn cái đạo pháp trường tồn, cho nên ta có quyền để cho người khác lợi dụng một cách thích thú. Thế nhưng mà, thưa các vị, lúc bây giờ tâm của ta không có bị phiền não, cống quế, không có bị buồn giận ghét thương. Tại vì khi ta phát tâm, khi ta làm đạo, khi ta cống hiến đời mình, thì ta nghĩ rằng việc này dù ta có thua thiệt một chút về tình cảm, một chút về vật chất, thế nhưng mà ta mang đến an lạc cho người, gieo chủng nhân cho người. Cho nên lúc bấy giờ, thưa các vị, với tâm đại bi, gọi là cái từ lợi dụng, nhưng mà chính thực vì đại bi tâm làm Phật sự, cho nên không có buồn khổ bất an gì xảy ra nơi con người như vậy cả. Tóm lại, cái nền tảng của các vị học Phật Pháp, tu tập, làm cái đời sống tâm linh thăng tiến, thì tất cả mọi phiền não, bất an, ưu tư, sầu thảm, giận tức, vân vân, thưa các vị, nó có quyền chạy quanh nhà ta, mà nó không có quyền xâm phạm vào gia cư của chúng ta một cách bất hợp pháp.